Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 2 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay, ngày mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nên về đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù. Riêng các tỉnh thuộc Đông Bắc như là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn hay là Hải Phòng có thể xuất hiện mưa rào với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 17 đến 21 độ, riêng vùng núi có nơi thấp hơn. Ngày mai trời giảm mây, có khả năng hửng nắng nhẹ, nhiệt độ ban trưa tại khu vực phía đông phổ biến ở mức từ 22 đến 25 độ, từ 23 đến 26 độ là nhiệt độ ở phía tây, riêng khu tây bắc dao động từ 26 cho tới 29 độ. Xuống đến miền Trung, trong đêm nay toàn miền phổ biến là không mưa, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An vẫn có thể xuất hiện tình trạng sương mù vào đêm và sáng. Còn sang đến ngày mai trời nắng với nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động trong khoảng là từ 25 cho tới 28 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây thuộc Nghệ An có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào ngày mai, thời tiết phổ biến đặc trưng mùa khô, trời tạnh ráo, không mưa. Tại khu vực Tây Nguyên do điều kiện địa hình nên nhiệt độ thấp nhất sẽ khoảng từ 18 đến 21 độ. Sau đó vào ban ngày do có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, trời có nắng nhiều hơn vào ban ngày, với mức nhiệt ban trưa tại các tỉnh miền Tây là từ 32 cho tới 35 độ, còn về đêm và sáng nhiệt độ ở mức từ 23 cho tới 26 độ. Thưa bà con, hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, đại dịch vàng lá chín sớm bùng phát mạnh ở các trà lúa trổ đến chín, khiến bà con không kịp trở tay. Bệnh vàng lá chín sớm do nấm gây ra, bệnh gây hại trên bất kỳ lá lúa nào trong bụi lúa. Trên lá lúa đầu tiên bệnh xuất hiện là một đốm nhỏ màu vàng nhạt, có hình tròn hoặc là thường hơn là hình bầu dục. Đốm bệnh lan nhanh ra và kéo sọc dài màu vàng hướng về chóp lá. Sọc vàng lan dần ra thành vệt vàng màu cam. Bệnh nặng làm lá chuyển màu vàng cam hoàn toàn và lá bị cháy khô. Để phòng trị bệnh, bà con lưu ý nếu bệnh xuất hiện từ sớm, từ giai đoạn làm đồng hay là mới vừa trổ, bà con cần can thiệp bằng thuốc hóa học do thời gian bệnh kéo dài, đến thu hoạch sẽ làm lá bị cháy khô, không quang hợp được nên năng suất chắc chắn sẽ bị giảm. Còn nếu bệnh xuất hiện muộn từ giai đoạn trổ đều về sau, lúc này lá lúa chỉ bị nhuộm vàng, vẫn còn có khả năng quang hợp để tạo năng suất nên bà con không cần can thiệp bằng thuốc. Để quản lý bệnh một cách toàn diện thì ngay từ đầu vụ, bà con nhớ chọn giống tốt để cây lúa khỏe, có sức chống chịu tốt khi xuống đồng. Xạ với mật độ vừa phải, sử dụng cân đối lượng phân đạm trong suốt quy trình canh tác lúa, cần thiết tăng cường kali và silic cho ruộng lúa. Ngoài bệnh vàng lá chín sớm, bà con cần chú ý với dày nâu trên đồng, phổ biến tuổi từ 3 cho tới 5, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh, có thể kết hợp với phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều. Những địa phương thường xuất hiện muỗi hành cần theo dõi chặt chẽ để quản lý hiệu quả. Ngoài ra cần lưu ý ốc bươu vàng trên lúa ở giai đoạn mạ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, vi khuẩn giai đoạn đẻ nhánh, đồng, chuột giai đoạn trổ chín. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 23 đến 26 độ, khu Tây Bắc từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 cho tới 25 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến ít mưa, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất trong khoảng từ 28 đến 31 độ.
Khu vực vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 28 cho tới 31 độ. Đến với các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 32 cho tới 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.